trong đáy lòng có trăm tiếng cười của một hài nhi đang lớn dần. Mẹ chợt tỉnh giấc rồi mẹ nhìn thơ. Hello thơ. Em đang làm gì đây? Em đang chuẩn bị đồ cho con em á. Wow. Chuẩn bị đồ cho con em à? Ừ, chuẩn bị được rất là nhiều thứ rồi nè anh Tiểu Thúi. Đấy, và các em đã thấy tin đồn đã trở thành sự thật rồi nhá. Sự thật gì cơ? Sự thật là gia đình thơ Nguyễn sắp có thêm thành viên mới. Đúng thế. Và ở đây thì chị Thơ đã chuẩn bị được quần áo khá là xinh này. Đây là cái nôi à? Cái nôi đây nè. Để ngủ em lắc lắc cái nôi kiểu này nè. Lắc như này thì chóng mặt em bé, ngất mất. Em thấy người ta vẫn hay lắc lắc cái nôi mà. Thế còn cái này là cái gì? À, cái tông đơ để cắt tóc cho em bé. Khi mà mình sinh em bé ra mình phải cắt tóc cho em bé đỡ ngứa. À thế nữa cơ à? Mà dạo phức tạp quá nhỉ. Anh Tiểu Thúi dạo gần đây á, có bầu mệt lắm, em bị ốm nghén không ngăn được gì hết. Em chỉ mệt, chỉ muốn nằm thôi. Anh tự chơi nha, em đi nằm đây. Tội thế. Khi có bầu á mà mình nằm thẳng như thế này thì mình rất là mệt luôn á. Cảm thấy có cái gì đó đè lên người mình nên là em phải nằm nghiêng. Đúng rồi, khi mà một người mang bầu ấy thì theo như anh tìm hiểu là cơ thể của họ có thể sẽ tăng lên khoảng 10kg ấy. Mặc dù em bé chỉ nặng đâu đó 2-3 cân. Hoặc là anh nặng quá thì 4 cân. Không biết gì, em bé thường là nặng từ 3-4kg. À vậy bé hả? Nào nặng quá thì là 5kg. Có em bé 5kg nữa luôn. Dạ, những em bé đấy thì thường phải sinh mổ đó. Nhưng mà anh thấy ấy, những cái người mà bầu bì ấy, thì người ta thường hay vận động để cho cơ thể khỏe mạnh, chứ có ai nằm không như em đâu. Nằm như thế mới dễ mệt mỏi đấy. Nhưng mà em thấy anh Tiểu Thúi, em đi lại thôi cũng mệt lắm rồi, giờ vận động thì vận động kiểu gì? Thì em tập luyện thể dục thể thao, tập quen rồi thì em sẽ khỏe thôi. Ok, vậy thì để em dậy đi tập thể dục thể thao. Hy vọng lời khuyên của anh hữu ích. A few moments later. Khoa học đã chứng minh rằng việc luyện tập thể dục thể thao của người mẹ khi mang thai thì sẽ giúp cho sự phát triển khỏe mạnh của em bé và cũng giúp cho việc sinh nở trở nên dễ dàng hơn. Wow. Anh nhận thấy rằng lời khuyên của anh dành cho chị Thơ thật là hữu ích. Wow. Dừng lại! Em bị điên à? Em đang làm gì đây? Trời, có ai mang thai mà đi lắc vòng không? Có sao đâu. Em làm như thế con em rớt ra ngoài thì sao? Điên thật rồi. Đi tập môn thể thao khác. Môn này nguy hiểm hả? Môn này nguy hiểm lắm, không được chơi. Trời, không được chơi. Đúng là lần đầu mang thai với khác. Hãy xem sức mạnh của ta đây. What the hell? Trời ơi là trời. Anh điên rồi. Tự nhiên có ai mang bầu mà đi nhảy cao như thế. Thế vậy anh bảo em đi tập thể dục thể thao là tập cái gì? Tập là tập mấy cái môn nhẹ nhàng như là đi bộ, đi dạo hay là tập yoga. Chứ có ai đi tập như em. Thôi được rồi, em sẽ đi bộ vậy. Đúng rồi đấy. Đi đúng kiểu vào bầu rồi đấy. Nhưng mà không cần phải làm lố vậy đâu. Anh Tiểu Thúi, em đi cà kheo được không? Thôi em đang làm gì đấy? Em đang giặt đồ. Trời ơi, bầu bì như thế này giặt đồ làm gì? Thôi bỏ đấy, để anh giặt cho. Anh giặt cho em á? Ừ, bỏ đấy. Ê, đang có em bé không lau nhà được đâu. Không lau nhà thì ai lau? Lau nhà nhỡ ảnh hưởng đến em bé thì sao? Thôi để anh lau cho. Anh lau cho em ạ? Ừ. Cảm ơn anh nhé. Em lại làm gì nữa vậy Thơ? Em đang cọ bồn cầu, anh không thấy hả? Có bầu ai lại đi cọ bồn cầu? Em không làm thì ai làm? Không lẽ là anh? Không, em không làm đâu. Này, trả em này. Anh không làm hả? Vậy thôi, em không làm nữa. Đau bụng. À, em định biến anh thành ô xin của em đúng không? Nhờ giúp đỡ bà bầu một tí xíu mà làm căng. Chứ bình thường có bao giờ anh thấy em làm đâu? Em không làm thì ai làm? Bình thường em không có bầu thì em làm, còn có bầu thì em mệt quá thôi. Anh Tiểu Thúi này, anh có thấy đồ chơi của con em ếch không? Đây là đồ chơi của con em hả? Dạ. Sao mà bạo lực thế?
Bạo lực gì mà bạo lực? Mà trông kìa, em có nghèo đến mức mà chơi mấy cái đồ tái chế này đâu. Sao mà không nghèo được? Thời buổi kinh tế khó khăn, được cái gì thì phải tận dụng cái đó chứ. Đây toàn là đồ chơi cũ của em thôi đó. Còn cái này là em tự chế này. Anh thấy bắt đầu. Em uống bia hả? Không, em đi nhặt ve chai. Trời ơi, trông tội nghiệp thế. Mà em cứ chơi những cái này đi, xong rồi mai mốt con em mặt y chang cái đấy thì sao? Y chang này hả? Ừ. Cái này hả? À. Ồ, em đau bụng quá. Đau bụng á? Em đau bụng. Em mắc đẻ đúng không? Dạ em mắc đẻ. Đợi em xíu để anh lấy xem. Anh lấy xem, không. Anh ở lại, anh đang nhập đổi quà cho con em đi. What? Anh bà lấy xe là nó khóc luôn á. Để em tự đi đẻ được. Em tự đi đẻ á? Em tự đi đẻ. Đi được không anh? Đi được. Chắc không? Chắc. Đang nhập đổi quà cho con em. Chị Thơ đúng là một người phụ nữ mạnh mẽ. Wow, nhanh thế. Đâu cho anh xem mặt con của em xem nào. Đấy, con của em dễ thương không? Wow, hai mẹ con giống nhau y đúc luôn. Rất là dễ thương lắm nè. Đi vào nha, con của em buồn ngủ lắm rồi. Em phải đi ru con em ngủ thôi. Con em khóc dữ quá thôi ạ. Con em mệt đi đường xa mà. Với lại móng tay móng chân của con em hơi bị dài luôn. Nên là em phải đi cái bộ bảo hộ này cho con em đã. Dài thì phải cắt đi chứ sao lại đi bộ bảo hộ. Có con em biết đứng rồi kìa. Con em nhanh lớn lắm. Mới đẻ tí xíu biết nói luôn rồi kìa. Biết khóc, đấy là khóc. Khóc meo. Con em á. Chắc là nó đói rồi. Mà sao nhiều lông thế? Thì lúc nãy em có giải thích cho anh rồi đó. Bởi vì nó sinh dư ngày dư tháng cho nên là tóc nó rậm. Ủa mà tại sao anh lại gọi là tóc? Tóc của con em là lông vậy? À thế đây là tóc à? Tóc thôi. Để em đi lấy sữa cho con em uống mới được. Sao mà cho con em cởi chuồng này, mặc quần áo rồi chứ? Con à, sữa á, không uống sữa hả? Con em biết đi rồi kìa. Con em nhanh lắm mà. Trời, con em còn hơn cả Thành Gióng nữa. Không phải, con em biết bò nha, bằng 4 chân nha. Ờ. Không phải đi nha. A few moments later. Em đang làm gì ấy Thơ? Em đang ru con ngủ à ơi. Con của em lên trên kia chơi rồi kìa. Lên trên đâu? Kia kìa. Ô, lên cái nào vậy? Trời ơi, có ai làm mẹ như em không hả Thơ? Ôi, con lại đây với mẹ nào. Sao mà con chạy lên đấy con không nói với mẹ một tiếng? Làm mẹ lo muốn chết. À ơi. À. Mà con của em tên là gì vậy? Con của em à? Em quên mất chưa làm giấy khai sinh. Anh thấy tên nào phù hợp với nó? Anh nghĩ nên đặt nó là Két đi. Két hả? Đúng vậy. Ồ, dễ thương á. Két tiếng Anh là mèo đúng không? Đúng thế. Em rất là thích mèo luôn. Cho nên em sẽ đặt con của em tên là Két để cho nó dễ thương giống con mèo. Con của em phát triển nhanh quá. Chắc là chỉ vài bữa nữa thôi là nó lớn phổng phao lên thôi. Em cũng nghĩ như thế bởi vì em chăm sóc tốt mà. Chị ong đâu 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 đâu. Đâu đâu. Chị bay đi đâu. Về đâu. 1 week later. Chị ong đâu 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 đâu. Chị bay đi đâu. Về đâu. Chú ra xong mời gái. Ông mặt trời mời dậy. Con của mẹ đã biết nói rồi. Sao ngồi dậy con. Mẹ không ngờ luôn á. Con gọi mẹ đi. Mẹ. Hạnh phúc quá anh Tiểu Thúy ơi. Ai kia con? Chứ gì mà bảo Thúy. Con giỏi quá. Thôi mấy người thôi cái trò lố lăng này đi. Lố nhưng mà lố. Là mệt mỏi với mấy người luôn. Dạo gần đây thì anh thấy là chị Thơ có nhiều tin đồn thất thiệt là chị ấy có em bé. Xong rồi chị ấy còn có đám cưới bí mật. Đấy, thế là anh đã nảy ra một ý định là thử thách xem là chị Thơ một ngày mang bầu và đẻ em bé thì nó sẽ như thế nào. Cuối cùng chị ấy biến câu chuyện đấy thành một cái câu chuyện cực kỳ hư cấu và cũng rất là vớ vẩn.
em thấy trò này vui. Lúc đầu thì chị cũng dự định là sẽ mang bầu 24 giờ mà mang bầu 1 năm luôn được. Nhưng sau khi mang bầu chỉ là một cái rổ rất là nhẹ thôi thì chị cũng đã cảm thấy rất là mệt rồi. Bởi vì nó rất là cấn bụng, làm gì thì cũng bất tiện hết. Cho nên như vậy thì chúng ta mới thấy các mẹ của chúng ta này, khi mà mang bầu, sau đó sinh này, rồi còn nuôi nữa thì rất là vất vả luôn. Vì vậy các em hãy yêu thương mẹ của mình nha. Đúng rồi, một cái bầu của các mẹ thì có thể nặng lên đến 10kg đấy. Wow. Nếu mà chị mang thì chị sẽ gãy lưng mất. Còn có nhiều bạn thì nói chị ơi chị đừng có nói dối em nữa, em đã nhìn thấy hình ảnh chị và con chị rồi. Thực ra thì đấy không phải là con chị đâu, đấy chỉ là một bạn nhỏ mà chị đã đỡ đầu thôi. Chị gửi tiền sinh hoạt phí hàng tháng. Và cũng không phải là bạn nhỏ duy nhất mà chị đỡ đầu luôn, chị có nhiều bạn nhỏ như thế nữa. À, thì khi nào chị có con thật á thì chị sẽ thông báo với Kem. Còn bây giờ Kem yên tâm nhá, chị yêu Kem nhất nhất luôn. Còn bây giờ video của chị đến đây là kết thúc rồi. Nếu như Kem thích video của chị, hãy cho chị một like. Đừng quên đăng ký và chia sẻ với mẹ nhé. Xin chào bye Kem. Bye bye mọi người. Con giỏi Kem.